Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Vingroup mở rộng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF ở Hưng Yên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF do Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. Theo đó, ranh giới điều chỉnh quy hoạch chi tiết được thực hiện trên cơ sở mở rộng quy mô, ranh giới quy hoạch được duyệt về phía Tây và phía Nam của trung tâm đào tạo bóng đá PVF đang thực hiện đầu tư xây dựng thuộc địa bàn xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Ranh giới trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF được phê duyệt vào năm 2017, có phía Bắc giáp DH26, phía Nam giáp đất canh tác xã Liên Nghĩa, phía Đông giáp đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên DT379 và phía Tây giáp đất canh tác xã Liên Nghĩa. Theo quy định mới nhận được phê duyệt của tỉnh Hưng Yên, ranh giới quy hoạch mở rộng phía Bắc giáp trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, phía Nam giáp mương thủy lợi và khu dân cư thôn Vĩnh Tuy, phía Đông giáp trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và mương thủy lợi, phía Tây giáp đất canh tác xã Liên Nghĩa. Tổng diện tích đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch là 33 ha, trong đó đất xây trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF là gần 31 ha và đất hành lang giao thông và kênh thủy lợi là 2,6 ha. Quy mô đào tạo dự kiến khoảng 300 học viên trên năm với 30 giảng viên và 63 cán bộ công nhân viên lao động. Mục tiêu của dự án là quy hoạch mở rộng quỹ đất của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, điều chỉnh diện tích, cơ cấu sử dụng đất để xây dựng và hoàn thiện các công trình hỗ trợ nhằm xây dựng, phát triển và triển khai công nghệ đào tạo bóng đá theo tiêu chuẩn quốc tế. Về phân khu chức năng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, điều chỉnh mở rộng khu đất sân thi đấu thể dục thể thao, dự kiến xây dựng sân thi đấu có 4 khán đài để phục vụ tổ chức thi đấu, luyện tập ở phía Đông Bắc, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao cho nhân dân khu vực. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên lưu ý rằng, theo quy định chủ trương đầu tư được cấp thì mục tiêu chính của dự án là đơn vị đào tạo bóng đá. Do vậy, việc quy hoạch mở rộng khu đất sân thi đấu có 4 khán đài này cần phải nghiên cứu, tính toán cụ thể tại dự án đầu tư xây dựng thành phần, đảm bảo tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng. Đồng thời, tỉnh Hưng Yên yêu cầu phải có giải pháp đảm bảo giao thông an toàn, không bị tắc nghẽn và phải tính toán đảm bảo lối thoát người khi có sự cố. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang và các sở ngành liên quan khác để triển khai công bố quy hoạch, xác định chỉ giới xây dựng để làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo của dự án. Hồi tháng 11 năm 2017, Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam PVF thuộc tập đoàn Vingroup đã khánh thành trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại Văn Giang, Hưng Yên. Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên có tổng diện tích gần 22 ha, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm hệ thống sân tập và sân thi đấu hiện đại, tổ hợp khoa học thể thao và chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, hệ thống ký túc xá tiện nghi. Trong đó, hệ thống sân gồm 7 sân với trọng tâm là sân thi đấu chính, quy mô 3.600 chỗ được đảm bảo với những điều kiện thi đấu tốt nhất của các giải đấu lớn và 6 sân tập kích thước tiêu chuẩn 11v11 với mặt cỏ được chứng nhận FIFA Quality Pro. Lệ Chi, vietnamfinance.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.